Chào mừng tất cả quý khách hàng. Công nghệ xanh Toyota Hybrid đã được áp dụng trên rất nhiều các model của Toyota khi mà phân phối tại thị trường Việt Nam, như là Toyota Camry Hybrid, Altis Hybrid, ngay như Corolla Cross cũng là Hybrid, và vừa rồi thì còn thêm cả Alphard là phiên bản Hybrid luôn. Và chiếc gì nữa, Innova Cross hay những chiếc Yaris Cross. Vậy là công nghệ Hybrid xăng lai điện càng ngày và dần dần sẽ thống trị ở thị trường Việt Nam, khi mà những cái đặc tính nổi bật như là tiết kiệm nhiên liệu này, và gì nữa, và không cần sạc đâu anh chị ạ. Chúng ta cứ đi là phanh tái tạo năng lượng hay là nổ máy xăng thì sẽ nạp lại năng lượng cho cái động cơ điện, nạp vào ắc quy. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Và thời gian bảo hành dài của pin lên tận 7 năm cơ. Rồi, quay trở lại với chiếc Toyota Camry Hybrid 2024 thế hệ mới nhất hiện nay. Một lô xe mới của chúng tôi vừa về đến đại lý luôn, sẵn xe đủ màu để giao ngay cho anh chị. Vậy Toyota Camry Hybrid thì sẽ có giá niêm yết là như thế nào? Nào, không để anh chị phải đợi chờ lâu thì chúng tôi chia sẻ nhanh luôn. Với giá niêm yết chỉ từ 1.495.000.000 đồng, Camry Hybrid 2024 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe trang bị khối động cơ 2.5 kết hợp với động cơ lai điện, kết hợp và song song cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu đâu đó khoảng hơn 4 lít trên 100 km. Quá tiết kiệm nhiên liệu đó. Như bình xăng này thì anh chị cứ đổ một lần đi đâu đó khoảng 1.000 km, một lần đổ xăng tiết kiệm nhiên liệu đúng không ạ? Vậy thì nó đã rẻ như vậy rồi thì chúng tôi trong cuối tháng 3 này, Camry Hybrid còn có một cái chương trình khuyến mại trừ tiền mặt, tặng bảo hiểm, tặng phụ kiện, tổng khuyến mại lên đến vài chục triệu luôn. Chính xác chi tiết là như thế nào cho những cái model 2024, anh chị hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới. Còn nếu anh chị nào mà không đắn đo lăn tăn về cái năm sản xuất thì chúng tôi còn đang có một đợt xả kho của cái Vin Hybrid 2023 trừ đến hơn 70 triệu đồng luôn anh chị ạ. Trừ đến hơn 70 triệu luôn. Rất rẻ rồi, chỉ còn hơn 1 tỷ tư thôi. Thì sao ạ? Thì chiếc Camry Hybrid nó quá đáng tiền. Sedan hạng D nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Quá tuyệt vời rồi đúng không ạ? Còn anh chị nào yêu thích trả góp nữa thì chúng ta cứ chuẩn bị đâu đó khoảng hơn 400 triệu đồng cho phiên bản Hybrid này. Thì chiếc xe cũng đã nằm trong nhà anh chị với thời gian vay dài tận 8 năm, vay đến 85% giá trị xe. Thủ tục cực kỳ là đơn giản và linh hoạt. Chúng tôi giao online, giao toàn quốc, giao tất cả các vùng miền luôn anh chị nhé. Vùng nào chúng tôi cũng giao, từ đây vào tận Cà Mau luôn đấy ạ. Còn chi tiết ngắm nhìn chiếc Camry Hybrid sẽ là như thế nào, chúng ta sẽ dành ra đâu đó khoảng 5-7 phút để đi review, đánh giá. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại với phần tổng giá lăn bánh cho từng vùng miền và chi tiết hơn nữa về cái chương trình khuyến mại. Xin mời anh chị. Đây là cái thiết kế của chiếc Toyota Camry Hybrid. Nếu mà nhìn ở phần phía đầu xe thì để làm sao anh chị có thể phân biệt được à, đây đó chính là một chiếc Camry Hybrid, thì anh sẽ nhìn ngay vào cái logo này giúp Văn Hội. Logo của những cái chiếc xe Toyota Hybrid sẽ có thêm cái nền viền xanh, nhìn rất nổi bật, thể hiện sự eco, tiết kiệm nhiên liệu. Còn những công nghệ nổi bật tiếp theo nào? Camry Hybrid thì được trang bị cụm bóng đèn là bi LED áp dụng cho cả chóa pha và chóa cốt, kết hợp với giải lè LED ban ngày lên đến 3 giải. Cùng với đó thì chúng ta còn có thêm hệ thống đèn xi nhan cũng dạng công nghệ LED. Dần xuống dưới, bản Hybrid chúng ta có đến 4 cảm biến cảnh báo va chạm trước. Với những cái công nghệ an toàn như thế này thì chúng ta còn kết hợp thêm một hệ thống đèn sương mù cũng dạng công nghệ LED. Mặt ca lăng, bản rộng, to bản và những cái thanh ngang như thế này giúp cho đầu xe của Camry Hybrid trông thể thao, lịch lãm, khỏe khoắn và bề thế. Còn nếu mà chúng ta đi sâu vào bên trong ở đây thì chúng ta sẽ có ngay hệ thống camera 360 độ với bao gồm một camera trước, một camera sau và hai camera ở hai bên sườn gương. Lúc nữa thì chúng ta sẽ ngắm ở phần thân xe. Còn nếu mà anh chị nhìn từ trên xuống dưới, cửa sổ trời sẽ được tích hợp trên chiếc xe Toyota Camry phiên bản Hybrid. Dần xuống dưới chúng ta có hệ thống Toyota CitySense bao gồm 4 tính năng cực kỳ là nổi bật. Tính năng đầu tiên đó chính là tính năng PCS, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh tự động khi mà anh chị có chướng ngại vật ở phía trước. Thứ hai đó chính là công nghệ DRCC giúp bám đuổi xe phía trước. Bám đuổi ở đây là gì? Xe phía trước đi nhanh thì xe chúng ta sẽ đi nhanh, đi chậm chúng ta cũng sẽ đi chậm.
Chưa hết đâu ạ, hệ thống đèn AH với công nghệ đèn AHB này tự động dương đèn pha khi không có xe đối diện, giúp cho chúng ta quan sát cái tầm nhìn tốt hơn. Và gì nữa ạ, xe còn trang bị thêm tính năng kép, đó chính là LDA kết hợp với LTA, hỗ trợ giữ làn và hỗ trợ đánh lái khi mà chệch làn đường. Ngoài ra thì chúng ta còn có cái phần hấp kính km/h bằng điện tử. Đó chính là cái thiết kế nổi bật ở phần phía đầu xe. Mà trước khi đi về phần thân xe thì chúng ta ngắm nhanh cái khối trái tim của xe trước đi ạ. Đây đó chính là cái khối trái tim của chiếc xe Toyota Camry phiên bản Hybrid. Vậy là chúng ta sẽ tách biệt ra hai phần. Xe trang bị một khối động cơ 2.5 máy xăng cho công suất lên đến 176 mã lực. Cùng với đó là mô men xoắn tối đa lên đến 221 Nm. Ngoài ra là gì ạ? Anh chị có thể nhìn thấy ở đây tách biệt không ạ? Đây là khối động cơ điện nhá. Anh nhìn thấy cái đường dây điện này không? Khối động cơ điện nên sẽ ở vế bên này. Xe là thiết kế động cơ xăng kết hợp với động cơ điện là nối tiếp vào song song. Đây là động cơ xăng này. Động cơ điện của chúng ta cho ra công suất lên đến 118 mã lực cũng như là 202 Nm. Vậy là gì ạ? Cho cái khả năng bứt tốc ở cái nước ban đầu ấy, nó sẽ rất là tốt. Và một cái ưu điểm mới của cái động cơ xăng kết hợp với động cơ điện hybrid này là gì ạ? Khởi động ở những cái nước đầu thì sử dụng toàn bằng động cơ điện. Và đặc biệt nữa là chúng ta đi chậm thì xe máy tính sẽ tính toán là ưu tiên sử dụng bằng động cơ điện. Và một cái hay nữa của động cơ hybrid đó chính là chúng ta không phải nạp ắc quy. Chúng ta hoàn toàn là không phải nạp ắc quy anh chị nhá. Không tốn tiền để đi nạp điện đâu ạ. Nó rất hay ở chỗ đấy, nó văn minh chỗ đấy, đó chính là tiết kiệm nhiên liệu rồi này, nhưng lại không mất thời gian để chúng ta đi nạp ắc quy hay tốn nhiên liệu hơn. Một bình xăng thì đâu đó chúng ta sẽ đi được khoảng 1.000 km một lần đổ xăng. 1.000 km anh chị nhá, có thể là còn hơn ạ. Di chuyển càng trong phố càng tiết kiệm. Rất tuyệt vời, động cơ hybrid. Đó chính là phần khối trái tim. Kết hợp ở đây là hộp số CVT. Rất hay luôn. Hộp số CVT này là hộp số dạng CVT kép đời cao nhất bây giờ luôn đấy ạ. Phần trái tim đây rồi thì phần thân xe sẽ được thiết kế la răng và các nổi bật là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng di chuyển. Toyota Camry ở thế hệ mới thì cái phần thân xe này thiết kế với chiều dài, chiều rộng, chiều cao, van hội sẽ sâu lên trên màn hình, dài đến tận 4885mm cơ mà. Và hay nữa đó chính là gì ạ? Cái khoảng sáng gầm ở cái phiên bản hybrid này cho khoảng sáng gầm lên đến tận 140mm. Vậy là sẽ di chuyển cực kỳ là linh hoạt và thoát góc anh chị nhé. Trong khi đó cái phần la răng, anh máy quay sẽ tiến gần hơn để ngắm nhìn cái phần la răng của xe. Xe được trang bị la răng phay đúc với thông số là 235/45R18. Vậy là la răng của chúng ta lên đến là 18 inch. La răng lên đến 18 inch, phay đúc rất nổi bật. Cùng với đó là kết hợp với lốp Bridgestone êm ái, bám đường với những công nghệ an toàn như là hệ thống phanh ABS, EBD, phân bố lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo hay là cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc. Thì trên la răng này chúng ta nhìn kỹ này, nhà sản xuất còn trang bị thêm đó chính là hệ thống cảm biến cảnh báo áp suất lốp và hiển thị tách biệt từng lốp một anh chị nhá. Hiển thị tách biệt từng lốp một luôn. Camry thì nó sẽ sử dụng là treo sau độc lập, sẽ rất êm ái. Chưa hết đâu ạ, trên cái phần gương này chúng ta được có những cái phễu ốp viền inox mạ chrome này, trông rất sang. Và hệ thống camera 360 độ. Đây là hệ thống camera 360 độ để rất gọn gàng. Trong khi đó ở trên phần gương này, nhà sản xuất còn tích hợp thêm này, đó chính là hệ thống cảnh báo điểm mù ở trên gương, kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang ở phía sau. Và hệ thống gương sẽ là cụp tự động logo hybrid. Chúng ta sẽ nhìn chéo ra để thấy được cái logo hybrid. Nếu mà nhìn ở phần đầu xe thì là logo màu xanh ở phía trước, thì phần thân xe sẽ là cái chữ hybrid. Trong khi đó Văn Hội đánh giá cao từ xưa đến nay thì là chiếc Camry luôn có cái khung viền được ốp một phần là inox mạ chrome sang trọng nổi bật, mà gần như là dạng thép dập không dỉ luôn đấy ạ. Nó sẽ rất sang. Tay nắm cửa cũng được mạ chrome và tích hợp với cái phần cảm ứng vân tay, cảm ứng nhiệt như thế này. Một chạm thôi, rất hay luôn. Chưa hết đâu anh chị nhá. Nếu ở phần sau thì hai cái kính sau sẽ là có rèm, có rèm che này anh chị nhìn này. Và ở ngay cả cái phần kính hậu ở phía sau đấy cũng được sử dụng bằng nút bấm để che rèm ở phía sau. Đó chính là phần thân xe đây rồi. Trông trường xe
nổi bật thì phần phía đuôi sau của Toyota Camry Hybrid sẽ có những cái điểm nhấn như thế nào mà chúng ta khi nhìn một cái là thấy ngay, à Camry Hybrid rồi, chắc chắn rồi, logo Hybrid anh chị ạ. Nhìn thấy ngay, nhìn phần đuôi này thấy ngay, 4 cảm biến cảnh báo va chạm sau kết hợp 4 cảnh báo va chạm trước và hệ thống camera 360 độ thì sẽ giúp chúng ta là di chuyển những cái cung đường hẹp là chúng ta sẽ ngắm được rất chi tiết đó nhé. Một cái hay nữa của Camry đó chính là cái phần anten. Chúng ta sẽ không còn thấy anten với cả mập nữa, mà nhà sản xuất đã tích hợp đúc ở trên kính hậu cái phần anten sau này và toàn bộ cái phần sấy kính ở phía sau, trông rất sang trọng, nổi bật và bề thế. Trong khi đó thì cái phần cốp của Toyota Camry, chúng ta sẽ có những cái phần mở rất hay này, từ bằng nút bấm điện này thì chúng ta vẫn còn có khóa cơ này, camera lùi này, logo Camry mạ chrome này. Anh chị có thể thấy được cái sự tuyệt vời khi mà nhà sản xuất đưa ra cái khoang hành lý rất rộng, và chúng ta còn có thêm cả cái học để chúng ta ngồi ở phía sau mà vẫn lấy được đồ ở phía sau. Trong khi đó đây là chiếc lốp sơ cua. Đây là chiếc lốp sơ cua của xe, được trang bị là như lốp theo xe. Vậy là 5 lốp của Toyota Camry sẽ là như nhau anh chị nhé. 5 lốp sẽ là như nhau. Rất tuyệt vời. Thế thì vậy thì bên trong nội thất xe thì Camry Hybrid sẽ được trang bị nổi bật những gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong nội thất chi tiết nhất của chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5 Hybrid mới nhất hiện nay. Nói đến đầu tiên là phần tappi cửa đây ạ. Chúng ta sẽ có những cái phần đường viền đèn như thế này nhá. Buổi đêm mới thấy được giá trị của nó. Nó khi chúng ta mở tay nhìn rất sang này. Nhưng chưa hết đâu ạ. Chúng ta có nhớ ghế đến 2 vị trí. Vậy là hai người mà đổi lái cho nhau, chúng ta set up theo từng vị trí một. Gương của xe sẽ là cụp gương tự động kết hợp với chỉnh mặt gương điện. Và chưa hết đâu ạ, cả 4 kính của chúng ta sẽ là auto một chạm nhé. Cả 4 kính của chúng ta đều là trang bị là auto một chạm. Chốt khóa kính này hay chốt khóa cửa cũng rất tuyệt vời. Học để đồ thì bản rộng và mở cửa xe thì có đèn cảnh báo. Văn Hội đánh giá rất cao cái phần này, gần như ít xe trang bị lắm ạ. Bây giờ cắt nhiều, trong khi đó là Camry thì vẫn được trang bị. Nào, anh mới quay tiến gần hơn. Nhìn cả một cái dàn công nghệ ở đây, anh chị có thể thấy ngay sự nổi bật, sang trọng. Đầu tiên, công nghệ AHB tự động dương pha khi không có xe đối diện. Hai hệ thống kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, view. Đây là hệ thống camera. Hệ thống này sẽ là tự động luôn anh chị nhé. Hay như cốp sau chúng ta giữ 3 giây để mở điện. Và nắp bình xăng cũng mở bằng điện. Chúng ta còn có những cái hộc để đồ này, rất nhanh ở đây này. Đó. Và vô lăng chắc chắn rồi. Vô lăng của Camry là chỉnh điện lên đến 4 hướng nhá. Chỉnh điện. Văn Hội rất thích cái vô lăng chỉnh điện này. Vô lăng thì khâu da cao cấp. Anh chị có thể nhìn thấy đây ạ. Khâu lăng cao cấp. Và ghế. Ghế của chúng ta thì toàn bộ các ghế đều chỉnh điện. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Và có thêm phần bơm tựa lưng. Để chúng ta ngồi đường dài nó sẽ không bị võng cái sống lưng này. Ngồi sẽ rất dễ chịu. Hay như lúc nữa vào bên trong thì chúng ta mới thấy được giá trị khi mà người đằng sau vẫn điều khiển được cả ghế người đằng trước cơ. Đó, rất hay. Đó chính là cái phần chuẩn bị chi tiết vào bên trong nội thất. Thì thêm những công nghệ mới là như thế nào? Anh mới quay sẽ vào bên trong ngay bây giờ. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong tổng quan giao diện chi tiết nhất của chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5 Hybrid, phiên bản mới nhất hiện nay. Anh mới quay sẽ quay tổng quan để chúng ta nhìn thấy được một cái không gian nội thất cực kỳ là nổi bật và bề thế. Chúng ta sẽ đi từ bên trái sang bên phải đi ạ. Đầu tiên là phần vô lăng nào. Vô lăng của xe là được khâu bọc da cao cấp rồi, chắc chắn rồi. Nhưng đi sâu vào trong, chúng ta sẽ thấy được ngay đó chính là bên trái, đó chính là đồng hồ thể hiện ở đây phần eco này. Và anh chị nhìn thấy CHG đây không ạ? Nếu mà chúng ta nổ máy nhá. Đây Văn Hội sẽ nổ máy luôn cho anh chị xem này. Đó, xe đang nổ máy rồi đấy ạ. Ready. Ready có nghĩa là xe đã sẵn sàng. Và xe đang nổ máy rồi anh chị nhá. Nhìn vào cái biểu tượng đồng hồ ở đây để chúng ta thấy. Ở dưới này là đồng hồ nhiệt độ nước này. Ở trên là phần eco tiết kiệm. Chúng ta có ngay một bảng màn hình hiển thị lên đến 7 inch. Màn hình này hiển thị là lên đến 7 inch anh chị nhá. Hiển thị đa thông tin. Từ cảnh báo áp suất lốp này. Hay là cảnh báo tiền va chạm. Giữ ga tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang. Hay như là phanh tự động khi có chướng ngại vật phía sau.
duy nhất Camry Hybrid 2.5 cũng như là phiên bản 2.5Q thì sẽ được trang bị tính năng này: cảm biến trước sau, hấp kính hay là tự động bật để che rèm kính sau. Tuyệt vời đúng không ạ? Nào, chúng ta còn có gì nữa ạ? Chúng ta còn có thêm, đó chính là bên phải, đó chính là phần của đồng hồ vận tốc analog cũng như là hiển thị của cái phần báo xăng. Nhưng chắc chắn ở trên này thì chúng ta sẽ có ngay những cái phần báo xăng khác nữa rồi. Chúng ta sẽ có rất nhiều cái cảnh báo phụ trợ khác nhau hay phần âm thanh. Đó chính là ở phần bảng đồng hồ. Chúng ta có phần đèn nào. Đèn của chúng ta sẽ là đèn tự động nhé. Khi bật như thế này một cái là đèn sẽ tự động luôn đấy ạ. Và chúng ta vẫn tắt được. Chúng ta có công tắc nhỏ ở đây, chip A, chip B này. Đó. Và chỉnh độ sáng của đồng hồ. Bên phải gạt mưa sẽ là tự động. Còn đây đó chính là hệ thống Toyota CityCen. Hệ thống Toyota CityCen bao gồm cảnh báo tiền va chạm này, hỗ trợ lệch làn giữ làn đường này, DRCC này. Thì xuống dưới chúng ta còn có cái phần mode chuyển hệ AM, FM, Bluetooth hay là chuyển kênh. Còn phía bên trái chúng ta có điều khiển kích hoạt giọng nói là một này, hay là tăng giảm âm lượng, thoại rảnh tay, nút trở về và bốn cái phím điều khiển của cái phần màn hình lớp layer đa thông tin ở trên. Rất sang trọng và nổi bật đúng không ạ? Còn phía bên trái này thì Văn Hội vừa chia sẻ lúc nãy rồi. Chúng ta sẽ dần sang bên phải. Chúng ta có gì nào? Chúng ta có ngay một nút bấm Start Top chìa khóa thông minh. Trên chìa khóa của Toyota Camry thì sẽ có đến tận 4 phím bấm. Chúng ta sẽ ngắm nhìn ở đây nhanh thôi. Bao gồm là phím khóa cửa, phím mở cửa, mở cốp điện và tìm xe. Để tiết kiệm pin chìa thì chúng ta sẽ bấm vào nút giữ nút khóa cửa, bấm 3 lần nút mở cửa như thế này. Đèn nháy, sử dụng lại chúng ta bấm phím bất kỳ. Bấm phím bất kỳ là xong ạ. Rất tuyệt vời. Hệ thống điều hòa. Chúng ta đến với phần hệ thống điều hòa của xe. Xe trang bị điều hòa đến 3 vùng độc lập. Không chỉ điều khiển ở 2 vùng ở phía trước, mà ở hàng ghế sau, người sau vẫn điều khiển được vùng độc lập riêng biệt. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Anh chị có thể nhìn thấy chi tiết. Còn dần lên trên. Dần lên trên thì chúng ta có gì? Chúng ta có một màn hình giải trí lên đến 9 inch. Kết hợp với 9 loa JBL, trong đó có một loa siêu trầm ở cái phần phía sau. Lúc nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Nếu mà xe hybrid thì chúng ta sẽ thể hiện được rằng là ắc quy, động cơ và phần tái tạo năng lượng. Tái tạo năng lượng ở đây bao gồm khi phanh, chúng ta chuyển từ nhiệt năng thành điện năng, hoặc là khi động cơ xăng nổ thì cũng sẽ nạp nhiên liệu, nạp pin cho cái ắc quy ở phía sau. Đó chính là cái phần tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta có gì nữa ở đây? Chúng ta ở đây thì có phần âm thanh này. Âm thanh bao gồm là những cái nguồn phát như là AM, FM, USB, Bluetooth, Mirarat. Thì chúng ta có cái cổng USB ở dưới này. Chúng ta sẽ sử dụng được cái phần kết nối CarPlay, Android Auto. Ở một buổi khác thì Văn Hội đã chia sẻ rồi đúng không ạ? Phần âm thanh này thì nó sẽ rất mộc nhá. Nếu mà để nói đến âm thanh của Camry thì cực mộc mạc luôn. Hạ hướng về với đường láng vẫn đang trong trạng thái đông đúc. Anh chị có nghe lưu ý hơn. Đó. Ở phía của những cây cầu cửa ngõ thì sao ạ? Đó, cái tiếng ấy, cái tiếng của cái loa ấy, nó rất là ấm, trầm. Xuống dưới thì chúng ta có ngay cái hệ thống, đó chính là hệ thống sạc không dây. Hệ thống sạc không dây này còn đẩn để tiết kiệm vào trong này được. Chúng ta vậy là tận dụng được diện tích, có nghĩa là cái phần mỏng này chúng ta vẫn đang sạc được. Trong khi đó mà chúng ta lại còn để được thêm đồ vào đây cơ. Đó, rất hay nhá. Cổng QR sạc nhanh này. Tẩu 12V 120W hay cổng USB. Tay số được bọc da cao cấp. Trên phiên bản Hybrid trang bị là hộp số CVT vô cấp. Thì chúng ta sẽ có cái phần số lùi này. Có cam 360. Rất nhiều góc khác nhau để chúng ta có thể hiển thị được. Tùy theo ý muốn của chúng ta mà. Số mo, số D. Thì chúng ta còn có thêm giải số S, Sport thể thao nữa. Xe còn trang bị với 3 chế độ lái khác nhau. Đó chính là chế độ lái Eco này, Normal này và Sport. Tính năng Auto Hold, giữ phanh tự động. Thì chúng ta còn có phanh tay điện tử hay chế độ EV, Electric Vehicle đó. Toàn bộ là sẽ sử dụng bằng điện. Khi mà lượng điện trong ắc quy đủ đầy thì chúng ta sẽ sử dụng được toàn bộ bằng điện để tiết kiệm xăng hơn nữa. Ngay cả những cái phần viền ở đây
thì chúng ta cũng sẽ được cái phần điểm nhấn nhá này, cốp rộng. Trong khi đó thì chúng ta có cả cái phần khóa cốp phụ ở phía này. Ở trên này thì chúng ta có thêm, đó chính là gương điện tự động chống chói. Có đèn đây anh chị nhìn nhá, tắt bật được. Và hệ thống Toyota Safety Sense, phanh tự động cảnh báo lệch làn, bám đuổi xe phía trước. Ở trên nữa thì chúng ta có ngay chế độ cửa sổ trời với một chạm. Cửa sổ trời của Camry thì cũng vẫn sẽ có tính năng gách ở phía sau để chúng ta lấy cái gió sạch. Trong khi đó chúng ta có mở ra thì cũng sẽ là một chạm thôi ạ. Hệ thống đèn đọc bản đồ cũng sẽ sử dụng là đèn LED, rất hay. Còn ở phần phía đây ạ, riêng Văn Hội đánh giá cao, nãy vừa chia sẻ rồi, người ngồi sau hay người ngồi bên phụ thì đều chỉnh được cái ghế. Ghế của chúng ta sẽ là chỉnh điện luôn, lùi về sau được này, chỉnh điện này, ngả rất thoải mái. Hay như cái phần hộc đồ, anh ấy quay vào đây để thấy được hộc đồ nó rộng, cực rộng luôn nhá. Đó chính là tổng quan chia sẻ nhanh những cái chi tiết nổi bật trên chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5 Hybrid, phiên bản mới nhất hiện nay. Trong khi đó, ngồi rộng thoải mái ở hàng ghế sau là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Hàng ghế trước thì đã nhiều công nghệ đến như vậy rồi. Ở hàng ghế sau thì anh chị bước vào ngay thấy ngay này. Chúng ta bật lên này, anh máy quay sẽ quay được ngay này. Toàn bộ ghế sau sẽ là chỉnh điện luôn nhá. Đây, anh chị có thể nhìn thấy không ạ? Ghế sau chỉnh điện. Ghế sau chỉnh điện anh chị ạ. Toàn bộ hàng ghế sau của chúng ta không những chỉnh điện, mà người ngồi sau, những boss, những sếp ngồi phía sau thì còn điều khiển được điều hòa. Điều khiển được điều hòa. Hay gì nữa, điều khiển được rèm sau. Rèm sau này, một chạm, rèm sau sẽ lên xuống. Chúng ta sẽ tăng giảm âm lượng được ở đây. Đây, ông chủ sẽ tăng giảm âm lượng được. Đó, chuyển kênh được. Đó, chuyển các kênh. Chuyển các kênh khác nhau. Đó, tuyệt vời không ạ? Nhưng chưa hết đâu ạ. Chúng ta sẽ có những cái phần tích hợp để chai nước này. Và đặc biệt nhất anh chị này, ghế ở cái hàng bên này chúng ta sẽ gập được xuống nữa nhá. Chúng ta sẽ gập được xuống. Điều khiển này, ngồi sau vẫn điều khiển được này. Những cái phần tựa phía sau, cửa sổ trời này, hay như cái phần rèm kính như thế này. Văn Hội đã nói ngay từ đầu rồi. 19 loa JBL thì chúng ta sẽ có đây ạ. Chúng ta sẽ có một cái loa dài ở đây. Toàn bộ cái phần giải này là loa siêu trầm nhá. Toàn bộ giải này là loa siêu trầm. Và chúng ta sẽ đã mở được cả cái phần cốp. Cốp mà chúng ta để một vài cân hoa quả ở đây thì chúng ta sẽ thò tay vào đây mà nhìn được luôn ạ. Một vài cân hoa quả là thò vào đây là lấy được luôn. Rất hay đúng không ạ? Camry mà. Ngồi đằng trước đã thích rồi, ngồi sau thích hơn. Hai cổng sạc nhanh. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Rất nhiều những cái công nghệ nổi bật. 7 túi khí. An toàn rồi đúng không ạ? Vậy tổng giá lăn bánh của chiếc Toyota Camry sẽ là bao nhiêu tiền? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Rồi đó chính là đi review, đánh giá cũng như là những chia sẻ về những cái tính năng nổi bật, tiết kiệm nhiên liệu trên chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5 Hybrid, phiên bản mới nhất hiện nay. Vậy thì mức giá niêm yết là 1.495.000.000 đồng thì Camry Hybrid sẽ lăn bánh ở tỉnh Hà Nội hay Hồ Chí Minh sẽ là bao nhiêu tiền? Trong khi mức thuế cho xe nhập khẩu vẫn sẽ áp dụng từ 10 đến 12%, trong khi đó tiền biển số Hà Nội Hồ Chí Minh sẽ là 20 triệu đồng. Vậy lăn bánh ở một tỉnh Camry 2.5 Hybrid giá niêm yết 1.495.000.000 đồng sẽ lăn bánh là 1.646.000.000 đồng ở một tỉnh. Và chắc chắn rồi, giá này thì sẽ chưa bao gồm khuyến mại anh chị nhé. Ở Hồ Chí Minh sẽ là 1.666.000.000 đồng. Còn Hà Nội sẽ là 1.696.000.000 đồng. Sở hữu một dòng xe sedan Luxury hạng D cao cấp, giá thì cực tốt rồi. Tiết kiệm nhiên liệu đâu đó khoảng 4 lít trên 100km. Không phải sạc điện, không phải sạc điện. Một lần đổ xăng 50 lít xăng, đi được hơn 1.000km. Thì Camry Hybrid chắc chắn là một cái sự lựa chọn cực kỳ là tuyệt vời. Và duy nhất trong cái phân khúc này nhá, xe này thì ở đường trước thì đã phanh tự động rồi, PCS tiền va chạm các kiểu rồi đúng không ạ?
nhưng chỉ có phiên bản 2.5Q và phiên bản 2.5 Hybrid thì người dùng sẽ được ưu ái hơn khi mà nhà sản xuất trang bị thêm tính năng là phanh tự động khi có chướng ngại vật ở phía sau khi mà chúng ta đang lùi xe. Và khi lùi xe thì tự động là cái rèm sau nó sẽ hạ xuống. Rất thông minh và rất hay đúng không ạ? Giá thì chưa bao gồm các chương trình khuyến mại. Để biết thêm thông tin chi tiết, anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới để nhận báo giá. Chúng tôi giao online, giao toàn quốc, áp dụng cả trả thẳng và trả góp. Và một lần nữa, kính chúc quý khách hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye!